Người Úc thường gọi nó với một cái tên chiều mến là Salties, nhưng có lẽ Toothy mới là một thuật ngữ, một cái tên thích hợp hơn để miêu tả nó. Một loài được mệnh danh là khủng long sống, một kẻ săn mồi đỉnh cao tạo ra lực cắn mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, có thể làm gãy xương và nghiền đét con mồi một cách dễ dàng. Đó chính là cá sấu nước bạn, Crocodylus borosus. Trong video ngày hôm nay, Ultrasia sẽ cùng các bạn tìm hiểu những thông tin chi tiết hơn về một trong những loài cá sấu lớn nhất hành tinh ngày nay, hung thần của dòng sông Mara. Nếu các bạn muốn xem video phân tích các loài cá sấu tiền sử khác, thì có thể vào playlist hồ sơ cá sấu hoặc link mình đính kèm ở phần mô tả và bình luận nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultrasia, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Cá sấu nước mặn hay cá sấu cửa sông, ở Việt Nam còn được gọi là cá sấu Haga, có danh pháp hai phần là Crocodylus borosus, là loài cá sấu lớn nhất và cũng là loài bò sát lớn nhất trên thế giới hiện tại. Cá sấu nước mặn có một cái đầu khá lớn, đặc trưng bởi hai gờ đỏ xuất phát từ mắt và kéo dài đến giữa mũi. Vảy lùa này hình trái xoan, cá sấu con có màu vàng nhạt, chúng mang những sọc chấm trên thân và đuôi. Cá sấu trưởng thành có màu sẫm hơn, màu nâu vàng đến xám, mặt bụng màu trắng hoặc vàng, có sọc xuất hiện ở phần dưới của thân nhưng không kéo dài đến hết mặt bụng. Đuôi có màu xám với những vạch đen. Nó sở hữu một bộ hàm khỏe với 64-68 răng. Thông thường chỉ một cú táp của nó cũng có khả năng nghiền nát xương, hạn chế đáng kể chuyển động của mục tiêu. Hàm răng sắc nhọn của nó với lực cắn mạnh hơn hầu hết các loài động vật ăn thịt khác. Một thông số khác cho thấy, loài cá sấu này có lực cắn tối đa là 16.460 Newton. Đó là lực cắn lớn nhất trong số các loài động vật hiện nay. Cá sấu nước mặn có tuổi thọ khá cao, dù không có phương pháp chính xác nào đo đạt được tuổi thọ của nó. Mặc dù có một vài kỹ thuật đưa ra được những phỏng đoán khá chính xác, phương pháp chung đo là những vòng tuổi trong xương và răng của nó. Mỗi vòng biểu hiện cho một sự tăng trưởng mới thường xuất hiện mỗi năm một lần vào mùa mưa khi hậu ẩm. Cá sấu nước mặn trung bình sống khoảng 65 năm, nhưng có những cá thể vượt qua con số 100. Một trong những con cá sấu sống thọ nhất được ghi lại là một con cá sấu sống ở vườn thú Nga, 115 tuổi. Tuy nhiên, tài liệu ghi chép không nói rõ nó thuộc giống cá sấu nào. Một con cá sấu nước mặn giống đực sống ở vườn thú Australia đã 130 tuổi. Nó được cố nhà bảo tồn động vật học Steve Irwin cứu sống sau khi bị bắn hai lần. Ngoài ra, cá sấu nước mặn còn sở hữu tính giác và khứu giác vô cùng dễ bén, muốn đập phía trước hàm và vô cao khỏi mặt nước, cho phép nó đánh hơi tìm kiếm con mồi. Trong khi khứu giác hoàn toàn giúp loài động vật này nghe rõ cả ở dưới nước, thậm chí tiếng cựa mình đòi ra của cá sấu non cũng được cho là nghe rõ để cá sấu mẹ có thể lên bờ giúp con chúng bước vào cuộc sống. Trên thực tế, quá trình trao đổi chất của cá sấu diễn ra rất chậm, khiến nó tồn tại nhiều tháng mà không cần thức ăn. Điều này giúp nó vẫn sống tốt khi thời tiết ở một số vùng nhiệt đới trở nên khô hạn trong những tháng mùa hè. Tuy sở hữu khả năng tồn tại vượt trội, nhưng chính sự bành trướng của con người vào môi trường tự nhiên của cá sấu khiến loài động vật này đang dần bị cô lập. Cá sấu nước mặn đã được liệt kê là loài ít được quan tâm trong sách đỏ IUCN kể từ năm 1996. Chúng bị săn bắt để lấy da trong suốt những năm thập niên 1970 và đang bị đe dọa bởi nạn săn trộm bất hợp pháp và mất môi trường sống. Với một lịch sử lâu dài thường xuyên tấn công và ăn thịt người trong phạm vi sinh sống của mình, nó được xem là một trong những dã thú nguy hiểm nhất đối với con người. Các loại cá sấu nước mặn có thể được tìm thấy trong một loạt các môi trường sống, bao gồm cửa sông, đầm lầy và đầm phá. Nó cũng chịu được độ mặn từ 0%, tức là môi trường nước ngọt, đến 35% trong môi trường nước biển. Và thậm chí, nó đã được ghi nhận sự sống trong môi trường nước gấp 2 lần nước mặn lên đến 70% như nước biển. Cá sấu nước mặn dường như bị hạn chế trong chuyển động ngược dòng, chủ yếu bởi các rào cản vật lý như vạch đá và các loại đất khác đang tăng nhanh. Trong lịch sử, cá sấu nước mặn là một trong 3 loài cá sấu được tìm thấy ở Ấn Độ, hai loài còn lại là cá sấu đầm lầy nhỏ và phổ biến hơn là loài cá sấu Ấn Độ mõm hẹp ăn cá. Chúng sinh sống ở các đầm lầy ngập mặn nước lợ ven biển và đồng bằng sông từ bờ biển phía đông của Ấn Độ cho đến Sri Lanka và Bangladesh. Quần thể cực nam ở Ấn Độ sống trong vùng quốc gia Bhitakarnika của Odisha, nhưng ở phía bắc Odisha, nó đã không còn được ghi nhận tồn tại ngoài tự nhiên từ những năm 1930. Nó cũng từng được ghi nhận đã sống dọc theo bờ biển của quần đảo Andaman và Nicobar và vùng ngập mặn Sundarbans. Cá sấu nước mặn cũng xuất hiện nhiều ở phần phía tây và phía nam của Sri Lanka. Cá sấu nước mặn được tìm thấy khắp khu vực Đông Nam Á và vùng hải đảo Nam Thái Bình Dương, trên các đảo thuộc Papua New Guinea, Indonesia và Đông Timor. Trên bán đảo Trung Ấn, chúng phân bố dọc theo các đồng bằng và cửa sông ở Myanmar, Thái Lan và kéo dài đến miền Trung và Nam của Việt Nam chúng ta. Ở vùng hải đảo, chúng được tìm thấy ở Borneo, Philippines, Palau, Vanuatu và bán đảo Solomon.
ở ven biển phía Bắc Úc, Tây Úc và Queensland, cá sấu nước mặn đang phát triển mạnh với số lượng dồi dào. Quần thể cá sấu nước mặn ở Úc ước tính khoảng 100.000 cho đến 200.000 con trưởng thành. Phạm vi của nó kéo dài từ Brumby, Tây Úc qua toàn bộ lãnh thổ phía Bắc đến tận Rockhampton, Queensland. Sông Alligator ở vùng Ahamland, nơi tập trung một quần thể cá sấu lớn nhất tại Úc, bị đặt tên sai do người ta nhầm lẫn cá sấu nước mặn với loài cá sấu mõm ngắn Mỹ, nhằm phân biệt với cá sấu nước ngọt mũi dài, một loài cá sấu cũng sinh sống ở lãnh thổ Bắc Úc. Do xu hướng bơi xa trên biển, nên cá sấu nước mặn có thể vượt qua những đại dương rộng lớn. Với những bằng chứng và những ghi chép về những cá thể được tìm thấy trên các hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương và phía Tây Thái Bình Dương, ví dụ như Fiji. Cá sấu nước mặn thường trải qua mùa mưa nhiệt đới ở các đầm lầy và sông nước ngọt, di chuyển xuống hạ lưu đến các cửa sông vào mùa khô. Cá sấu cạnh tranh gay gắt với nhau đi giành lãnh thổ, đặc biệt là những con đực chiếm ưu thế ở những đoạn sông và suối nước ngọt. Do đó, những cá thể chưa trưởng thành bị buộc phải di chuyển tới các hệ thống sông ven biển và đôi khi là ra cả đại dương. Điều này giải thích sự phân bố rộng lớn của loài này, cũng như việc nó từng được tìm thấy ở những nơi xa xôi như biển Nhật Bản. Giống như tất cả các loài cá sấu khác, nó chỉ có thể tồn tại trong thời gian dài trong điều kiện nhiệt độ ấm áp, và cá sấu rời khỏi các vùng của Úc theo mùa nếu đợt đó khí hậu lạnh xảy ra trong khu vực. Yeah. Một con cá sấu nước mặn được trưởng thành từ những cá thể còn non đến những con già, có chiều dài từ 3,5 cho đến 6 mét, nặng từ 200kg đến 1 tấn. Trung bình, con được trưởng thành có chiều dài từ 4,3 đến 4,9 mét và cân nặng từ 408 đến 522kg. Tuy nhiên, kích thước trung bình phần lớn phụ thuộc vào vị trí, môi trường sống và tương tác của con người. Một con cá sấu nước mặn lớn của Việt Nam được ước tính một cách đáng tin cậy dựa trên hộp sọ của nó sau khi chết, có chiều dài từ 6,3 đến 6,8 mét. Tuy nhiên, theo bằng chứng dưới dạng hộp sọ đến từ một số loài cá sấu lớn nhất từng bị bắn, kích thước tối đa có thể đạt được của các thành viên lớn nhất của loài này được coi là 7 mét. Một số nghiên cứu từ chính phủ Úc chấp nhận rằng các thành viên lớn nhất của loài này có khả năng đo chiều dài từ 6 đến 7 mét và cân nặng từ 900kg cho đến 1,5 tấn. Hơn nữa, một nghiên cứu về hình thái và sinh lý của cá sấu cuối cùng một tổ chức ước tính rằng cá sấu nước mặn đạt kích thước 7 mét và sẽ nặng khoảng 2 tấn. Với kích thước và cân nặng như thế, cá sấu là sinh vật bò sát lớn nhất. Con cá trưởng thành thường dài từ 2,7 cho đến 3,1 mét và nặng từ 76 đến 103kg. Con cá lớn nhất trong kỷ lục đo được có chiều dài khoảng 4,3 mét. Con cái có kích thước tương đương với những loài cá sấu lớn khác và có kích thước trung bình nhỏ hơn giống cái của một số loài cá sấu, chẳng hạn như cá sấu sông Nil. Cho đến nay, cá sấu nước mặn có kích thước lưỡng hành giới tính lớn nhất so với bất kỳ loại cá sấu nào còn tồn tại, vì con được trung bình tỏa gấp 4 đến 5 lần con cá trưởng thành và đôi khi có thể đo được gấp đôi tổng chiều dài của nó. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ở loài này không được biết đến rõ ràng, nhưng có thể tương quan với lãnh thổ cụ thể về giới tính và nhu cầu cá sấu nước mặn được trưởng thành độc chiếm những khu vực sinh sống rộng lớn. Do sự lưỡng hành giới tính của các loài tương phản với sự thay đổi kích thước khiêm tốn hơn của các loài khác, chiều dài trung bình của loài chỉ hơi nhiều hơn một số loài cá sấu còn tồn tại khác ở 3,8 đến 4 mét. Cá sấu nước mặn là một loài động vật thông minh và có hành vi phức tạp. Nó liên lạc với nhau thông qua những ký hiệu âm thanh và được thể hiện một số cách khác nhau. Cá sấu con sử dụng âm thanh cao thành hồi ngắn và liên tục. Âm dùng để hăm dọa là tiếng giông tiếng huýt gió khi có kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh địa. Cá sấu nước mặn mới đỡ tạo ra những âm cao với những hồi ngắn. Cuối cùng, âm thanh ve vãn là những tiếng gầm nhẹ và dài. Cá sấu nước mặn sử dụng nhiệt độ môi trường để duy trì thân nhiệt của nó. Nó làm mát cơ thể trong nước và phơi dưới ánh nắng làm ấm cơ thể. Đây là loại cá sấu có khả năng chịu được nước mặn và thường sống ở vùng ven biển hoặc quanh các cửa sông. Nó cũng được tìm thấy ở nơi nước ngọt gần sông và vùng ngập lụt. Cá sấu con lớn lên trong các con sông trong suốt mùa ẩm ướt, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Cá sấu nước mặn sinh sản trong khu vực nước ngọt và mùa ẩm ướt. Con đực đánh dấu lãnh địa của mình và bảo vệ lãnh địa này khi cá sấu đực khác có ý xâm phạm. Cá sấu đực không có khả năng bảo vệ lãnh địa sẽ phải tìm một khúc sông khác. Cá sấu cá trưởng thành khi đạt 10 đến 12 năm tuổi, trong khi con đực có tuổi trưởng thành là 16 năm. Cá sấu cái đẻ trung bình khoảng 40 đến 60 trứng, nhưng cũng có thể đẻ lên đến 90 trứng. Trứng được đẻ vào trong một tổ được làm từ thân cây nhỏ và bông. Tổ được làm đăng lên cao để tránh bị cuốn khi con ngập lụt trong suốt mùa mưa. Cá sấu cái bảo vệ tổ cho đến khi trứng đỡ trong khoảng 90 ngày và phụ thuộc vào nhiệt độ của tổ. Giới tính cá sấu con được xác định bởi nhiệt độ của tổ. Nhiệt độ ấp của cá sấu mẹ là khoảng 31 độ C. Bất kỳ sự biến đổi nào về nhiệt độ sẽ tạo ra nhiều con cái. Khi cá sấu mẹ nghe tiếng kêu của cá sấu non vừa nở, nó sẽ đào tổ lên, đưa bầy con vào miệng trở về môi trường nước và chăm sóc cho đến khi chúng bơi được. Cá sấu nước mặn săn mồi rất đa dạng.
Cá sấu con ăn những loại côn trùng nhỏ, động vật lưỡng cư, bò sát, giáp sát và những loại cá nhỏ. Tuy nhiên, những con trưởng thành cũng sẽ nhắm đến những con mồi nhỏ này nếu không có nhiều sự lựa chọn khác. Trong số các loại giáp sát, cua biển Cochi scula được xem là con mồi ưa thích nhất của loại cá sấu này. Đặc biệt là trong môi trường sống ngập mặn, các loài chim như đà điểu emu và các loài chim nước khác nhau, đặc biệt là ngỗng bồ cát, là loài thường bị cá sấu nước mặn săn nhất do cơ hội bắt gặp nhiều hơn. Ngay cả những con chim và dễ bơi nhanh qua cũng có thể bị loại cá sấu này phóng lên đớp sóng một cách chớp nhoáng nếu bay gần mặt nước. Cũng như những con chim lội khi chúng đang bay quanh bờ để tìm kiếm thức ăn, thậm chí cả những loài chắc nhỏ. Cá sấu trưởng thành chủ yếu ăn cua, còng, rùa, rắn, chim, thậm chí là những loài thú lớn hơn như nai, lớn lòi, lớn voi, khỉ, kangaroo, chó dingo và những loài có kích thước lớn hơn thuộc họ châu bò, chẳng hạn như châu nước, bò ban tan và bò tót. Tuy nhiên, những con mồi lớn chỉ được chúng săn ngẫu nhiên, do thực tế chỉ có những con được lớn mới đủ khả năng tấn công và những con mồi lớn chỉ phân bố thừa thớt trong phạm vi sinh sống của loài cá sấu này. Ngoài một số khu vực quan trọng như Sundarbans, bất kỳ loài vật nuôi nào như gà, cừu, lợn, ngựa và bò và những vật nuôi thuần hóa khác, loài cá sấu này đều có thể ăn được nếu có cơ hội. Cá sấu nước mặn cũng săn nhiều loài cá nước mặn và các loài động vật biển khác, bao gồm rắn biển, rùa biển, chim biển, dugong và cá đuối. Chúng cũng hay săn những con cá sấu nhỏ hơn như những loài cá sấu nước ngọt. Khi săn mồi, chúng giấu mình trong nước và chỉ để lộ mắt và mũi trên mặt nước. Chúng bất tình lình tấn công con mồi. Thường thì con mồi bị giết ngay sau một cú cắn chí mạng bởi hàm răng chắc khỏe của nó. Sau đó, con mồi được kéo xuống nước. Trong số tất cả các loài cá sấu nước mặn và cá sấu sông Nin thường xem con người như một con mồi và có một lịch sử lâu dài tấn công con người khi vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Do sức mạnh cùng với kích thước và tốc độ đáng sợ, khả năng sống sót của con người khi bị cá sấu nước mặn tấn công gần như là con số 0. Do đó, đây được xem là một trong những loài dã thú nguy hiểm nhất trên thế giới. Trái ngược với chính sách của Mỹ khuyến khích con người cùng tồn tại với cá sấu mõm ngắn, khuyến cáo duy nhất để đối phó với cá sấu nước mặn là hoàn toàn tránh xa môi trường sống của nó bất cứ khi nào có thể, vì nó cực kỳ hung hăng nếu cảm thấy bị xâm phạm. Những dữ liệu chính xác về các cuộc tấn công bị giới hạn ở những nơi bên ngoài nước Úc, nơi một hoặc hai vụ tấn công gây tử vong được báo cáo mỗi năm. Từ năm 1971 đến năm 2013, tổng số ca tử vong được báo cáo tại Úc do cá sấu nước mặn là 106 ca. Mức độ tấn công thấp có thể do những nỗ lực của các nhà nghiên cứu động vật hoang dã ở Úc đã đặt các dấu hiệu cảnh báo cá sấu tại nhiều kênh, sông, hồ và bãi biển nơi đó được coi là mối nguy hiểm từ cá sấu, giúp người dân tránh xa khu vực đó. Ngoài ra, các cuộc tấn công gần đây và ít nhất được công bố đã được báo cáo ở Borneo, Sumatra, Đông Ấn Độ và Myanmar. Tại Sarawak, Borneo, số vụ tấn công gây tử vong trung bình được báo cáo là 2,8 mỗi năm trong những năm từ 2000 đến 2003. Tại Bắc Úc, nỗ lực di dời những con cá sấu nước mặn có biểu hiện hung hăng đối với con người đã được thực hiện. Nhưng điều này đã không hiệu quả vì cá sấu dường như có thể tự tìm được đường về lãnh thổ ban đầu của mình. Trong khu vực Darwin, từ 2007 đến 2009, có 67-78% những con cá sấu trở về chỗ ở cũ đã được xác định là giống đực. Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi đế quốc Nhật Bản rút quân khỏi đảo Ramri trên vịnh Bengal ngoài khơi Myanmar, vào ngày 19 tháng 2 năm 1945, loài cá sấu nước mặn được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 400 binh sĩ Nhật Bản. Những người lính Anh bao vây vùng đầm lầy mà quân Nhật đang rút lui suốt một đêm trong cánh đường ngập mặn, nơi có hàng ngàn con cá sấu nước mặn đang ẩn nấu và phục kích họ. Nhiều lính Nhật đã không thể sống sót qua một đêm này. Trong số 1.000 lính Nhật tiến vào khu đầm lầy trên đảo Ramri, chỉ có khoảng 20 người sống sót thoát được ra ngoài. Tuy nhiên, lý do cá sấu tấn công bị nghi ngờ là không thuyết phục. Một vụ tấn công hàng loạt khác được báo cáo liên quan đến một hành trình ở miền Đông Ấn Độ. Một con thuyền gặp nạn khiến 28 người rơi xuống nước. Họ được báo cáo là bị cá sấu nước mặn ăn thịt. Một vụ cá sấu tấn công khét tiếng khét là vào năm 1985, liên quan đến nhà sinh thái học Van Lumwood, người may mắn sống sót sau vụ tấn công. Vào tháng 7 năm 2018, một đám đông 600 người đã tàn sát 292 con cá sấu nước mặn và cá sấu New Guinea ở tỉnh Papua, Indonesia trong một cuộc tấn công trả thù sau khi một người đàn ông xâm phạm khu bảo tồn bị ăn thịt. Cá sấu nước mặn được coi là thánh trên đảo Timor. Timor ở đây là bao gồm phần phía đông là quốc gia Đông Timor. Ai xem SEA Games thì chắc chắn sẽ biết quốc gia này. Và phần phía tây của đảo là tỉnh đồng Nusa Tenggara của Indonesia. Theo truyền thuyết, hòn đảo được hình thành bởi một con cá sấu khổng lồ. Người Papua có một huyền thoại tương tự và rất liên quan và theo truyền thống, cá sấu được mô tả là họ hàng thường là cha hoặc ông.
Theo Wong Zida, một nghệ thuật thần thoại của thổ dân Úc bản địa cho biết, cá sấu nước mặn đã bị trục xuất khỏi vùng nước ngọt vì chúng mang đầy rẫy những linh hồn xấu và phát triển đến kích thước quá lớn, không giống như những loài cá sấu nước ngọt vốn được tôn sùng. Nghệ thuật trên đá của thổ dân khắc họa cá sấu nước mặn là rất hiếm. Mặc dù các ví dụ có niên đại lên đến 3.000 năm được tìm thấy trong các hang động ở vùng quốc gia Kakadu và Ahemlen, gần như khớp với sự phân bố của loài này. Tuy nhiên, nó được mô tả trong nghệ thuật thổ dân đương đại, người Larrakia coi mình là hậu duệ của cá sấu và coi nó như một phật tổ của họ. Họ tôn sùng cá sấu như những người bảo vệ bến cảng và không ăn thịt cá sấu. Loài này được xuất hiện trên một số tem bưu chính, bao gồm tem 12 xu của bang Bắc Borneo vào năm 1894, một con tem 2 xi-linh của Úc vào năm 1948, mô tả một tác phẩm nghệ thuật trên đá của thổ dân về loài này, một con tem Cộng hòa Indonesia vào năm 1966, con tem 20 xu Palau vào năm 1994, con tem 22 xu Úc vào năm 1997 và một con tem bưu chính một Gingrich của Malaysia vào năm 2005. Cá sấu nước mặn đã xuất hiện trong các bộ phim và truyền hình đương đại của Úc, bao gồm loạt phim Cá sấu Dundee, Cá sấu ăn thịt người và phim truyền hình Thợ săn cá sấu do cố nhà bảo tồn cá sấu nổi tiếng Steve Irwin thủ vai chính. Hiện nay cũng có một số công viên nước mặn theo chủ đề cá sấu ở Úc. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về cá sấu nước mặn mà mình muốn gửi đến các bạn. Nếu có thông tin nào bị sai sót, các bạn cứ bình luận góp ý bên dưới để chúng mình khắc phục và bổ sung kiến thức cho bản thân nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultraxa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Me wind and rain, you're some kind of bird.